Huyền bảy, thứ ba, có tầm có tứ địa, thứ tư, không tầm chỉ có tứ địa, thứ năm, không tầm không tứ địa, phần bốn. Sáu, phái luận nhân tạo làm từ trước, như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Như kinh đã rộng thuyết, phàm tất cả thế gian, chỗ có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phù thọ nhận, tức là chỗ thọ nhận khổ hiện tại đều do tạo tác trong quá khứ làm nhân, tức là do tạo tác ác trong quá khứ làm nhân, do tinh tấn bỏ nghiệp cũ, tức là do hiện pháp tự mình hành cực khổ hạnh. Hiện tại nghiệp mới không tạo tác nhân khiến bị tổn hại, tức là chẳng tạo làm các nghiệp bất thiện. Như vậy về sau không trở lại hữu lậu, tức là một hướng tánh thiện. Nên nói về sau vô lậu, do vô lậu nên nghiệp tận, tức là các nghiệp ác tận. Do nghiệp tận nên khổ tận, tức là tận nhân đã tạo tác trong quá khứ và tận phương tiện hiện pháp chiêu tập khổ não. Do khổ tận nên chứng đắc niên khổ, tức là chứng tận khổ do sanh tương tục trong các đời kế tiếp. Đây là các nhóm ngoại đạo không ràng buộc đã kế chấp như vậy. Hỏi, nhân duyên nào các ngoại đạo kia khởi kiến như thế, lập luận như thế? Đáp, do giáo và lý. Giáo như trước đã thuyết, lý như người có tánh tầm tư, có tánh quan sát, nói rộng như trước. Nếu do kẻ kia thấy ở trong hiện pháp sĩ phu có tác dụng mà không có sự nhất định, vì sao như thế? Kia thấy trong thế gian có người tùy phương tiện tạo làm các việc chân chánh mà gặp phải các khổ, có người tùy phương tiện tạo làm các việc tà mà gặp những điều vui sướng, nên kia suy nghĩ, nếu tác dụng của sĩ phu ở hiện pháp làm nhân cho quả kia thì quả kia lẽ là điên đảo. Nhưng do kẻ kia thấy không bị điên đảo, cho nên biết quả kia đều do việc làm từ quá khứ làm nhân. Do lý đây nên người kia khởi kiến như thế, lập luận như thế. Bây giờ nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào phương tiện hiện pháp chưa tập các khổ, là lấy việc làm từ trước làm nhân hay lấy phương tiện hiện pháp? Nếu lấy việc làm từ trước làm nhân thì do siêng tinh tấn bỏ nghiệp cũ, hiện tại nghiệp mới không tạo ra nhân khiến bị tổn hại, như vậy về sau không trở lại hữu lậu, cho đến nói rộng thì không đúng đạo lý. Nếu lấy phương tiện hiện pháp làm nhân thì câu nói của ông rằng chỗ có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phù thọ nhận đều do việc làm từ trước làm nhân thì không đúng đạo lý. Tóm lại, phương tiện hiện pháp vì nhân tạo ra từ trước, vì nhân của sĩ phu tác dụng trong hiện pháp nên biết luận nhân tạo làm từ trước đều không đúng đạo lý. Tà này sẽ thuyết tướng nhân như thật, họ có các điều khổ, tất cả chỉ do việc làm từ trước làm nhân. Như có người do nghiệp của mình lực tăng thượng nên sanh trong các ác thú, hoặc sanh ở nhà bần cùng, hoặc có khổ là do tạp nhân sanh. Như có người nhân làm việc cho một vua tà thì quả thu được không thể vui, mà trái lại chỉ có thọ khổ. Như việc làm cho vua thì các ác nghiệp do lời nói mua bán, do làm nông, do trộm cướp, do tổn hại hữu tình cũng vậy. Nếu người có phước thì thu được giàu sang sung sướng, nếu người không phước thì dụng nhiều công sức mà quả không tọa lòng, hoặc lại có khổ chỉ thuần do nhân dụng công trong hiện tại mà được, như làm một việc mới khiến dẫn phát các nghiệp khác, hoặc lắng nghe chánh pháp rồi giác ngộ quan sát, hoặc lại phát khởi nghiệp oai nghi phép tắc, hoặc lại phát khởi nghiệp tu học công xảo xứ. Hết thảy việc như vậy chỉ lấy tạo làm của sĩ phu ngay hiện tại làm nhân. Bảy, phái luận tự tại thiên là đấng sáng tạo. Như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Phàm ở thế gian chỗ có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu, hết thảy đều do nhân biến hóa của tự tại thiên hoặc do nhân biến hóa của những đấng khác. Đây là kẻ luận thuyết nhân không bình đẳng như do tự tại thiên đã kế chấp như vậy. Hỏi, nhân duyên nào khởi kiến như thế, lập luận như thế? Đáp, do giáo và lý. Giáo như trước đã thuyết, lý như có người có tánh tầm tư, có tánh quan sát, nói rộng như trước. Do kia hiện thấy ở trong nhân quả hữu tình thế gian không được tùy chuyển theo ý muốn, nên có kế chấp đây. Vì sao? Hiện tại ở thời tạo tác nhân thấy các hữu tình thế gian muốn tu tịnh nghiệp nhưng không được như ý muốn, bèn trở lại làm ác. Đến khi ở quả ác rồi, lại mong cầu sanh trong thế giới thiện thú nhưng không được như ý muốn, đọa vào ác thú. Muốn thọ vui mà không được như ý, ngược lại thọ các khổ. Do thấy các việc đây nên kia
tác tư duy. Như vậy, thế gian ắt có đấng là cha của mọi sự vật, sáng tạo ra, sanh ra và biến hóa ra, đó là tự tại thiên hoặc những vị khác. Bây giờ nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào? Ốt Đà Nam nói, công năng không thể tánh, nhiếp không nhiếp trái nhau, có dụng và không dụng, làm nhân thành quả thất. Tất cả công năng biến hóa của tự tại thiên là dụng phương tiện tạo tác làm nhân hay là không nhân? Nếu dụng phương tiện tạo tác làm nhân, tức chỉ có công năng biến hóa này dùng phương tiện đó làm nhân, chẳng phải thế gian khác nên không đúng đạo lý. Nếu không nhân, duy chỉ có công năng đây không nhân mà có, thì chẳng phải vật thế gian nên không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Lại tự tại đây là nhiếp thuộc thế gian hay là không nhiếp thuộc thế gian? Nếu nói nhiếp thuộc thế gian thì đại tự tại đây đồng với pháp của thế gian mà lại năng biến ra khắp cả thế gian thì không đúng đạo lý. Còn nếu không nhiếp thuộc thế gian, tức là giải thoát, đã giải thoát mà nói là sanh, mà nói là năng sanh thế gian thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Là có dụng nên biến sanh thế gian hay là không có dụng? Nếu có dụng thì ở nơi dụng kia không được tự tại, mà ở nơi thế gian lại có tự tại thì không đúng đạo lý. Nếu không có dụng, tức là không có chỗ dụng mà sanh ra thế gian thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Sự sanh ra đây là chỉ do đại tự tại làm nhân hay cũng lấy cái khác làm nhân? Nếu chỉ lấy đại tự tại làm nhân, vậy thì lúc có đại tự tại, tức lúc ấy có sự sanh ra. Nếu lúc có sự sanh ra, tức lúc ấy có đại tự tại. Cho nên nói sự sanh ra lấy đại tự tại làm nhân thì không đúng đạo lý. Nếu cũng lấy cái khác làm nhân, tức là đây chỉ lấy dục lạc làm nhân, hay là ngoài dục lạc lại lấy cái khác làm nhân. Nếu chỉ lấy dục lạc làm nhân thì dục lạc đây chỉ lấy đại tự tại làm nhân, hay cũng lấy cái khác làm nhân. Nếu chỉ lấy đại tự tại làm nhân, tức lúc ấy có dục lạc. Nếu lúc có dục lạc, tức lúc ấy ắt có đại tự tại. Vậy thì từ vô thỉ, sự sanh ra lẽ là thường có, đây không đúng đạo lý. Nếu nói cũng lấy cái khác làm nhân, thì nhân đây chẳng thể đắc vậy, nên không đúng đạo lý. Lại đối với sự muốn kia không được tự tại, mà nói đối với vật thế gian có được tự tại, thì không đúng đạo lý. Tóm lại, vì do công năng, vì nhiếp không nhiếp, vì có dụng không dụng, vì là tánh nhân nên biết luận tự tại thiên là đấng sáng tạo ra đều không đúng đạo lý. Tám phái luận giết hại là chánh pháp. Như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy: nếu trong việc cúng tế trước dùng chú thuật, sau giết các sanh mạng, thì người cúng tế hoặc vật bị giết hại hoặc những sự trợ giúp, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Hỏi: nhân duyên nào các ngoại đạo kia khởi kiến như thế, lập luận như thế? Đáp: lý luận trái ngược đây là chỗ khởi của sự nịnh hót dối trá, không do quan sát đạo lý mà kiến lập. Ở trong kiếp ác, sự đấu tranh đấu phát khởi, các Bà la môn trái vừa giáo pháp Bà la môn xưa, họ muốn ăn thịt nên vọng khởi kế chấp trên, nên hỏi kia rằng: ông muốn thế nào? Phương chú thuật đây tự thể là pháp hay tự thể là phi pháp? Nếu tự thể là pháp, giả sử lìa việc sát sanh kia, còn không thể tự cảm quả ái, huống chi năng chuyển việc sát sanh phi pháp lấy làm chánh pháp, thì không đúng đạo lý. Nếu tự thể là phi pháp thì quả của việc đây là chẳng đáng ưa thích. Đã như thế mà có thể chuyển xả quả của pháp chẳng đáng ưa thích khác thì không đúng đạo lý. Đã lập luận như vậy rồi, lại có lời bào chữa: như độc của thế gian chẳng thể làm hại những việc do công năng chủ thuật nhiếp lấy, nên biết phương chủ thuật đây cũng là như vậy. Bấy giờ nên hỏi kia rằng: ông muốn thế nào? Như phương chú thuật năng dứt độc bên ngoài, cũng năng dứt độc tham sân si bên trong, hay là không thể dứt được? Nếu có khả năng đoạn dứt, tức là không nơi trốn, không thời gian, không có một người lặng dứt được tham sân si, cho nên đây không đúng đạo lý. Nếu không có khả năng đoạn dứt thì như ông trước đã nói, phương chú thuật có khả năng dứt độc bên ngoài, cũng có khả năng dứt trừ nghiệp phi pháp thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Phương chú thuật đây là hành chuyển khắp hay là không hành chuyển khắp? Nếu hành chuyển khắp, vậy thì sao không dùng người thân của mình để cúng tế trước,
Cho nên đây không đúng đạo lý, nếu không hành chuyển khắp thì công năng trú đây không thể xác định được nên không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào, công năng trú thuật đây là chỉ năng chuyển nhân hay cũng năng chuyển quả? Nếu chỉ chuyển nhân mà đối với quả không có khả năng chuyển thì không đúng đạo lý. Nếu cũng chuyển quả lẽ phải có sự chuyển biến, như tức khắc biến con dê thành rượu sắc khả ái. Có lẽ gì bỏ thân dê rồi mới có được thân trời, cho nên đây không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào, kẻ tạo ra chú thuật đây là có năng lực và lòng bi mẫn hay là không chăng? Nếu có năng lực và lòng bi mẫn thì kẻ kia lìa xác sanh mạng mà không thể vãng sanh về cõi trời thì không đúng đạo lý. Nếu không có năng lực và lòng bi mẫn mà kẻ kia tạo ra chú có khả năng linh nghiệm làm được các việc khác thì không đúng đạo lý. Tóm lại, vì do nhân, vì thí dụ, vì không xác định, vì không có khả năng chuyển quả, vì kẻ tạo ra chú thuật nên biết luận giết hại là chánh pháp đều không đúng đạo lý. Này ta sẽ thuyết tướng phi pháp chân thật, nếu nghiệp tổn người mà không sửa trị được ở hiện tại quá khứ, đây gọi là phi pháp. Lại nếu nghiệp mà các bậc tu đạo đều biết nghiệp đây chiêu cảm quả bất ái, lại nếu nghiệp mà tất cả bậc trí giả xác định là bất thiện, lại nếu nghiệp mà tự mình không muốn, lại nếu nghiệp do nhiễm tầm khởi, lại nếu nghiệp do chú thuật tà mới có linh nghiệm, lại nếu nghiệp tự tánh vô ký, các nghiệp như vậy đều là phi pháp. 9. Phải luận biên không biên. Như có Sa Muôn hoặc Bà La Môn nương các tính lợi thế gian nên đối với thế gian trụ tưởng có biên hoặc trụ tưởng không biên, hoặc trụ tưởng có biên không biên, hoặc trụ tưởng chẳng phải có biên, chẳng phải không biên, như kinh đã nói rộng. Do đây khởi kiến như vậy, lập luận rằng thế gian có biên, thế gian không biên, thế gian cũng có biên, cũng không biên, thế gian chẳng phải có biên, chẳng phải không biên, nên biết sau đây sẽ nói nhân duyên và người năng kế chấp, đó là kẻ nương biên tế hết đoạn khi tìm cầu biên của thế gian, nhớ nghĩ đến kiếp hoại nên đối với thế gian khởi tưởng có biên, hoặc nhớ nghĩ đến kiếp thành đối với thế gian khởi tưởng không biên, hoặc y cứ vào bờ cõi rộng tròn khi tìm cầu biên của thế gian, đi xuống dưới quá cõi vô gián lại không thấy có biên tế, hoặc vượt qua đệ tứ tĩnh lự cũng không thấy có biên tế, hoặc nương vào một bên của tất cả cõi cũng không có biên tế, bèn đối với cõi trên dưới khởi tưởng có biên, đối với cõi ở một bên khởi tưởng không biên, hoặc có kẻ đối ngược lại điều trên chỉ nhân văn khác, mà nghĩa không khác, thì đối với thế gian khởi tưởng chẳng phải có biên, chẳng phải không biên. Lúc ấy nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào từ trước? Trước từ kiếp hoạn đến nay, lại có thế gian sanh khởi hay không sanh khởi? Nếu nói có thì thế gian có biên không đúng đạo lý, nếu nói không vậy thì không có thế gian mà lại nhớ nghĩ về biên thế gian cũng không đúng đạo lý. Tóm lại, vì thế gian có, vì thế gian không, nên biết luận biên không biên đều không đúng đạo lý. 10. Phái luận bất tử kiểu loạn. Đó là bốn chủng ngoại đạo bất tử kiểu nạn, như kinh đã rộng thuyết. Các ngoại đạo kia, nếu thấy có người đến hoặc nương đạo sanh tối thắng hỏi về thiện bất thiện, hoặc nương đạo quyết định thù thắng hỏi về khổ tập diệt đạo, liền tự xưng là bất tử loạn. Tùy theo chỗ, có người nương theo bất tử không loạn của tịnh thiên mà cật vấn, đối với sự cật vấn đầy ngoại đạo kia, hoặc dùng lời kiểu loạn hoặc viên dựa việc khác để tránh né, hoặc nương theo lời hỏi của người mà dùng lời chuyển. Trong đây kẻ bất tử kiểu loạn thứ nhất chưa khai mở hiểu biết, kẻ bất tử kiểu loạn thứ hai ở nơi pháp đã chứng đắc khởi tăng thượng mạng, kẻ bất tử kiểu loạn thứ ba đã khai mở hiểu biết mà chưa chắc chắn, kẻ bất tử kiểu loạn thứ tư thì hạ liệt ngu độn. Lại nữa, kẻ thứ nhất sợ hãi vọng ngữ và sợ hãi người khác biết mình vô trí nên chẳng phần mình đáp rằng ta không hiểu biết gì. Kẻ thứ hai đối với điều mà mình chứng đắc chưa được vô ý nên sợ hãi khi bị người cật vấn, sợ hãi vọng ngữ, sợ hãi tà kiến nên nói chẳng phần mình ta có sở chứng. Kẻ thứ ba sợ hãi tà kiến, sợ hãi vọng ngữ, sợ hãi khi có người nạn hỏi nên chẳng phân mình nói ta không chắc chắn. Ba loại ngoại đạo như vậy giả mượn việc khác dùng lời kiểu loạn để tránh né. Kẻ thứ tư chỉ sợ bị người khác vấn nạn, đối với đạo sanh tối thắng và đạo quyết định thủ thắng đều không thể liễu đạt, đối với văn tự thế gian cũng không khéo rõ biết nên chẳng phân minh nói rằng ta là ngu độn không hiểu rõ một điều gì cả. Loại đây chỉ hỏi ngược lại người
tùy theo ngôn từ của người mà chuyển dùng để lừa dối người. Nhân duyên phát khởi bốn luận đây và các loại ngoại đạo kế chấp, kể cả việc phá kiến chấp của bốn luận kiểu loạn trong kinh đều đã thuyết. Do ngoại đạo kia nhiều sự sợ hãi nương trụ theo kiến đây, nếu có người đến nạn hỏi liền dùng lời xiềng khúc để dối gạt họ, nên biết kiến đây nhiếp thuộc ác kiến, cho nên luận bất tử kiểu loạn đây không như ý. 11. Phái luận kiến không nhân. Đó là kẻ nương nơi tính lự và kẻ nương nơi tầm tư đã kế chấp luận đây, nên với hai nhóm ngoại đạo đây như kinh đã rộng thuyết. Hỏi: nhân duyên nào các ngoại đạo kia nương nơi tầm tư khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, ta và thế gian đều không nhân mà được sanh? Đáp: lược mà nói, vì thấy không có sự tương tục làm tiền dẫn, lại thấy các sự việc trong ngoài có vô lượng sai biệt trùng trùng sanh khởi, hoặc lại có lúc thấy các nhân duyên không có quả báo, tức là thấy thế gian không có nhân duyên, hoặc có lúc thấy tự nhiên gió thổi ào ạt, lại có lúc vắng lặng tịch nhiên, hoặc có lúc thấy tự nhiên nước sông ngập tràn mênh mông, có lúc lại ngừng chảy khô kiệt, hoặc có lúc cây cối xanh tươi trĩu quả, có lúc lại tàn héo. Do thấy tất cả điều ấy nên khởi kiến không có nhân, dẫn đến lập luận không có nhân. Lúc ấy nên hỏi kia rằng: ông chủ nhớ nghĩ vào những việc trước kia là niệm không thể hay là niệm có tự ngã? Nếu niệm không thể thì pháp của không thể, chưa từng xuyên suốt tập quen, chưa từng trải qua nhận biết mà có khả năng nhớ nghĩ được thì không đúng đạo lý. Nếu niệm có tự ngã là chấp trước không có ngã mà về sau có, đây không đúng đạo lý. Này ông muốn thế nào? Tất cả các vật trong ngoài thế gian trùng trùng sanh khởi hoặc tự nhiên sanh khởi là không nhân hay là có nhân? Nếu không nhân như vậy trùng trùng sanh khởi, tự nhiên mà khởi nhưng có lúc không sanh thì không đúng đạo lý. Nếu có nhân thì ông nói rằng ta và thế gian không nhân mà được sanh là không đúng đạo lý. Tóm lại, vì niệm không thể, vì niệm có tự ngã, vì các vật trong ngoài không do nhân duyên mà trùng trùng khác nhau, vì do nhân duyên kia trùng trùng khác nhau nên biết luận không nhân đều không đúng đạo lý. 12. Phái luận đoạn kiến. Như có sa môn hoặc bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy: ta có thân xác thô do bốn đại tạo thành, được gìn giữ chưa bị hư hoại, lúc nào đó do mắc bệnh hoặc bị ung nhọt hoặc bị tên độc ta chết đi, về sau hoại diệt không còn, lúc ấy ta bị đoạn diệt. Cũng vậy đối với chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, nhiếp thuộc không vô biên xứ, cho đến nhiếp thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ như kinh đã rộng thuyết. Đây là bảy loại luận thuyết đoạn kiến đã kế chấp như vậy. Hỏi: nhân duyên nào các ngoại đạo kia khởi kiến chấp như thế, lập luận như thế? Đáp: do giáo và lý, giáo như trước thuyết, lý như người có tánh tầm tư cho đến nói rộng kia suy nghĩ như vậy. Nếu ta chết rồi, về sau lại có thân cho nên chẳng cần tạo tác nghiệp mà được quả dị thục. Hoặc nếu tất cả tánh thể của ta vĩnh viễn không có, lẽ sẽ không thọ nghiệp quả dị thục. Quan sát hai chủng đây, lý đều chẳng thể được, cho nên khởi kiến như vậy, lập luận như vậy: thân ta chết rồi sẽ đoạn dứt hoại diệt không còn, giống như ngói đá một khi bị bẻ rồi, không thể hợp lại như cũ. Thân xác của ta, đạo lý cũng như vậy. Này xin hỏi kia, ông muốn thế nào là uẩn bị đoạn diệt hay là ngã bị đoạn diệt? Nếu uẩn đoạn diệt thì thể uẩn là vô thường, nhân quả chuyển chuyển sanh khởi chẳng dứt, mà nói đoạn diệt đây không đúng đạo lý. Nếu nói ngã đoạn diệt thì ông trước đã nói thân xác thô do bốn đại tạo nên, có bệnh, có ung, có tên, chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, nhiếp thuộc không vô biên xứ cho đến nhiếp thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ đều không đúng đạo lý. Tóm lại, hoặc vì uẩn đoạn diệt hoặc vì ngã đoạn diệt nên biết luận đoạn kiến đều không đúng đạo lý. 13. Phái luận không kiến. Như có sa môn hoặc bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy: không có thí cho, không có ái dưỡng, không có tế tự, nói rộng cho đến thế gian không có chân a la hán, lại khởi kiến như vậy, lập luận như vậy: không có tất cả thể tướng các pháp. Hỏi: nhân duyên nào các ngoại đạo kia khởi kiến như thế, lập luận như thế? Đáp: do giáo và lý, giáo như trước đã thuyết, lý như người có tánh tầm tư cho đến nói rộng, lại nương các tính lợi thế gian,
Thấy các thí chủ ở thế gian một đời cho đến lúc mạng chung đều hành vô thí không ngừng. Từ cõi này mạng chung rồi lại sanh trong nhà hạ tiện bần cùng thiếu thốn. Thế nên kia ta nghĩ đây nhất định không có thí cho ái dưỡng, tế tự. Lại thấy có người trong một kiếp thường hành thiện hạnh, lúc mạng chung lại đọa nơi ác thú sanh trong các địa ngục. Còn có người hành ác hạnh lại vãng sanh đến thiện thú, sanh lên cõi trời vui trong các thế giới. Kìa ta nghĩ đây quyết định không có diệu hạnh và ác hạnh, cũng không có hai nghiệp quả dị thục của diệu hạnh và ác hạnh. Lại thấy có người thuộc dòng sát đế lợi, sau khi mạng chung sanh trong các dòng tộc bà la môn hoặc phế xạ hoặc thủ đà, hoặc có người dòng bà la môn sau khi mạng chung sanh trong các dòng tộc sát đế lợi hoặc phệ xá hoặc thủ đà la. Người dòng phệ xá thủ đà la cũng lại như vậy. Cho nên kia tác nghĩ đầy quyết định không có sát đế lợi trong thế gian đây, từ dòng tộc sát đế lợi ở thế gian kia đến cũng không có sát đế lợi trong thế gian kia, từ dòng tộc sát đế lợi ở thế gian này đi. Lại quan thấy những người ly dục sanh vào cõi thấp, lại thấy mẹ mạng chung rồi trở lại sanh làm con gái mạng chung rồi trở lại làm mẹ, cha chết làm con chết trở lại làm cha. Kẻ kia thấy cha và mẹ quyết định không quyết định nên tác nghĩ như vậy, thế gian quyết định không có cha không có mẹ. Lại người thân hoại mạng chung rồi sanh ở vô tường hoặc sanh ở vô sắc hoặc nhập niết bàn nên tìm cầu chỗ sanh của kia chẳng thể thấy được. Kia tác nghĩ đây quyết định không có chúng sanh hóa sanh vì xứ sở kia không thể biết được. Lại nếu ở thân mình khởi tăng thượng mạng cho là đã đắc a la hán, lúc lâm chung thấy tướng sanh kia bèn tác nghĩ đây thế gian ắt không có chân thật a la hán. Hỏi nhân duyên nào mà khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, không có thể tướng tất cả các pháp. Đáp, đối với kinh điển thậm thâm Như Lai đã thuyết, pháp tương tự thậm thâm điểm ngôn thuyết kia không thể như thật chánh giác liễu, lại ở nơi sự an lạc pháp tướng không như chánh lý tư duy nên khởi không kiến. Kia bèn tác nghĩ quyết định không có thể tướng các pháp. Nay xin hỏi kia rằng ông muốn thế nào, tức là có sự thọ nghiệp khi sống, có sự thọ nghiệp sau khi chết, hay tất cả đều là sự thọ nghiệp khi sống? Nếu nói đều có, vậy thì như trước ông nói không có bố thí, không có ái dưỡng, không có tế tự, không có diệu hạnh, không có ác hạnh, không có nghiệp quả dị thuộc diệu hạnh ác hạnh, không thế gian đây không thế gian kia, thầy đều không đúng đạo lý. Nếu nói không có sự thọ nghiệp sau khi chết, vậy thì có kẻ tạo tác chủng chủng hành nghiệp tịnh và bất tịnh, rồi kiếp mạng chung lẽ đâu lúc còn sống kia thọ hết tất cả nghiệp quả dị thục tịnh và bất tịnh thì không đúng đạo lý. Lại, ông muốn thế nào nếu từ thai tạng của kia và từ chủng tử của kia mà được sanh ra, thì những kẻ kia là cha mẹ hay chẳng phải cha mẹ? Nếu nói là cha mẹ, vậy thì như trước ông nói không cha không mẹ là không đúng đạo lý. Nếu nói kia chẳng phải cha mẹ thì từ thai tạng kia và từ chủng tử kia được sanh ra, mà nói kia chẳng phải cha chẳng phải mẹ là không đúng đạo lý. Nếu lúc làm cha mẹ thì lúc đó không phải là thiếu nam thiếu nữ, nếu lúc còn là thiếu nam thiếu nữ bây giờ chẳng phải là cha mẹ, nói như vậy thì không mắc lỗi bất định. Lại ông muốn thế nào, có chúng sanh thọ sanh ở cõi kia mà thiên nhãn không thấy đến hay là không có? Nếu nói là có mà trước ông nói không có chúng sanh thì không đúng đạo lý. Nếu nói là không thì bác bỏ những người lìa dục tưởng, người lìa dục sắc, người lìa dục ba cõi, đây không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào tánh A-la-hán mà ở nơi kia khởi tăng thượng mạn là có hay là không có? Nếu nói có thì trước đây ông nói thế gian nhất định không có chân thật A-la-hán là không đúng đạo lý. Nếu nói không có mà lại có người phát khởi tư duy bất chánh điên đảo, tự cho mình là A-la-hán, do vậy mà thành chân thật A-la-hán thì càng không đúng đạo lý. Lại nên hỏi kia rằng ông muốn thế nào tướng pháp viên thành thật,
tướng pháp y tha khởi và tướng pháp biến cái chất là có hay là không có. Nếu nói có mà ông nói không có thể tướng các pháp thì không đúng đạo lý. Nếu nói là không, tức là không có điên đảo, cũng không có nhiễm tịnh, điều này không đúng đạo lý. Tóm lại, vì sự thọ nghiệp lúc sống, vì sự thọ nghiệp sau khi chết, vì chẳng phải không quyết định vì có sanh xứ, vì có tăng thượng mạng, vì có ba trùng tướng, nên biết luận không kiến đều không đúng đạo lý. 14. Phái luận vọng kế chấp tối thắng, như có Sa Môn hoặc Bà La Môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Bà La Môn là chủng loại thủ thắng hơn cả, Sát Đế loại là chủng loại hạ liệt. Bà La Môn là loại sắc loại da trắng sạch, chủng khác là sắc loại da đen uế. Chủng Bà La Môn có thể được thanh tịnh, chủng loại khác không thể được thanh tịnh. Các Bà La Môn là có Phạm Vương từ miệng bụng Đại Phạm Vương mà được sanh ra, sanh ra từ Phạm, hóa ra từ Phạm, là con nối dõi của Phạm Vương. Đây là những Bà La Môn trong kiếp đấu tranh đã kế chấp cho là như vậy. Hỏi: nhân duyên nào các Bà La Môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy? Đáp: do giáo và lý. Giáo như trước đã thuyết, lý như có người có tánh tầm tư cho đến nói rộng. Kẻ kia thấy trong thời gian có chân thật Bà La Môn đầy đủ tánh giới, vì tham danh lợi và cung kính nên kế chấp luận cho là như vậy. Này xin hỏi kia, ông muốn thế nào, chủng loại khác mới từ cha mẹ sinh ra hay là Bà La Môn cũng vậy? Nếu chỉ có chủng loại khác, vậy thì thế gian hiện thấy các Bà La Môn từ mẹ sinh ra, tức là ông đã phỉ báng việc hiện tại cho nên không đúng đạo lý. Nếu Bà La Môn cũng vậy thì ông trước đã nói các Bà La Môn là chủng loại thù thắng hơn cả, Sát Đế là chủng loại thấp, điều này không đúng đạo lý. Như từ mẹ được sanh ra thì làm nghiệp bất thiện, làm nghiệp thiện, tạo thân ngữ ý ác hạnh, tạo thân ngữ ý diệu hạnh ở trong hiện pháp, thọ quả ái bất ái ở đời sau, sanh trong các thiện thú hoặc sanh các ác thú nên biết cũng vậy. Hoặc ba xứ hiện tiền là kia là đây, do kia do đây nhập vào thai mẹ từ đó sanh ra, hoặc tập hợp các công xảo xứ thế gian, hoặc làm các sự nghiệp thiện bất thiện, hoặc làm vua, hoặc làm thần dân, hoặc nhạy bén, hoặc tăng tiến đầy đủ, hoặc vì vua xem xét ghi chép, hoặc làm chức cấp thị, hoặc không xem xét ghi chép, hoặc làm pháp giả bệnh chết, hoặc không phải pháp giả bệnh chết, hoặc tu phạm trụ nên sanh ở cõi phạm thế, hoặc không phải như vậy, hoặc tu pháp bồ đề phần, hoặc không tu tập, hoặc ngộ thành văn bồ đề, hoặc bồ giác bồ đề, hoặc vô thượng bồ đề, hoặc không như vậy, tất cả đều không đúng đạo lý. Này ông muốn thế nào, tức là từ chủng loại sanh thù thắng hơn nên gọi là vượt hơn, hay là do giới văn thù thắng hơn mà gọi là vượt hơn? Nếu từ chủng loại sanh thù thắng hơn mà gọi là vượt hơn thì ông nói ở trong tế tự lấy giới văn thù thắng hơn là không đúng đạo lý. Nếu do giới văn thù thắng hơn mà gọi là vượt hơn thì như ông đã nói ở trước rằng Bà La Môn là chủng loại thù thắng hơn cả, còn lại là loại hạ tiện, không đúng đạo lý. Tóm lại, vì xuất sanh, vì tạo nghiệp, vì thọ sanh, vì công xảo nghiệp xứ, vì tăng thượng, vì kia xem xét ghi chép, vì phạm trụ, vì tu giác phần, vì chứng bồ đề, vì giới văn thủ thắng hơn nên biết luận vọng kế chấp tối thắng đều không đúng đạo lý. 15. Phái luận vọng kế chấp thành tịnh, như có Sa Môn hoặc Bà La Môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Nếu ta đắc giải thoát, tâm được tự tại, quan sát được tự tại ở trong các ngũ dục của cõi trời vi diệu, ta sẽ nhiếp thọ đắm trước bền chắc, du hí nô đùa khoái lạc, tùy ý thích thọ dụng. Đây gọi là hiện pháp niết bàn thành tịnh bậc nhất. Lại có ngoại đạo khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Nếu có pháp địa dục ác bất thiện được an trụ đầy đủ ở sơ tịnh lự, cho đến được an trụ đầy đủ ở đệ tứ tịnh lự, đây được gọi là hiện pháp niết bàn thành tịnh bậc nhất. Lại có ngoại đạo khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Nếu có chúng sanh tắm rửa thân thể ở sông Tôn Đà Lợi Ca thì các ác vốn có thể đều được trừ diệt. Như tắm rửa thân thể trừ các ác nghiệp ở sông Tôn Đà Lợi Ca, thì tắm rửa thân thể ở sông Bà Hồ Đà, sông Tát Phạt Đà, sông Căng Già để trừ diệt các ác nghiệp nên biết cũng vậy. Lại có ngoại đạo vọng kế chấp trì cầu giới cho là thanh tịnh,
hoặc chỉ nghiêu giới, hoặc chỉ mực đen giới, hoặc chỉ lộ hình giới, hoặc chỉ cho giới, hoặc chỉ tự hành khổ giới, hoặc chỉ phẫn uế giới, kế chấp cho đây là thánh tịnh. Đây là những ngoại đạo chủ trương hiện pháp Niết Bàn và ngoại đạo chủ trương nước thánh tịnh đã vọng kế chấp cho là như vậy. Hỏi, nhân duyên nào các ngoại đạo kia khởi kiến như thế, lập luận như thế? Đáp, do giáo và lý, giáo như trước đã thuyết, lý như người có tánh tầm tư cho đến nói rộng. Kẻ kia cho là có sự tự tại tùy ý, dục tự tại, quán hành tự tại, tiếng tốt thanh tịnh nhưng lại không như thật biết tướng chân thật của sự tự tại, lại như có người kế chấp. Nếu tự hành khổ thân sẽ giải thoát khỏi các điều ác của thân, hoặc tạo tác các việc làm ác cũng sẽ giải thoát khỏi các tội ác kia. Nay xin hỏi kia, ông muốn thế nào? Nếu có người đối với năm diệu dục mà thọ lạc chơi đùa, là đã lìa dục tham hay chưa lìa dục tham? Nếu đã lìa dục tham mà lại đối với năm diệu dục thế gian chơi đùa thọ lạc thì cũng đúng đạo lý. Nếu chưa lìa dục tham mà kế chấp tự cho là giải thoát thanh tịnh thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Các bậc đã đắc sự tịnh lự cho đến an trụ đầy đủ đệ tứ tịnh lự, là đã lìa tất cả dục tham hay là chưa lìa tất cả dục tham? Nếu nói đã lìa tất cả dục tham mà chỉ an trụ đầy đủ cho đến đệ tứ tịnh lự thì không đúng đạo lý. Nếu nói chưa lìa tất cả dục tham mà tự kế chấp cho là đã đắc cứu cánh giải thoát thanh tịnh thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Do bên trong thanh tịnh mà cứu cánh thanh tịnh hay do bên ngoài thanh tịnh mà được cứu cánh thanh tịnh? Nếu do bên trong thanh tịnh mà cứu cánh thanh tịnh nhưng lại kế chấp cho là tắm gội trong sông mà được thanh tịnh thì không đúng đạo lý. Nếu do bên ngoài thanh tịnh mà cứu cánh thanh tịnh, vậy thì bên trong đủ tham sân si, tất cả cấu uế chỉ riêng trừ cấu ở bên ngoài mà tự kế chấp cho là được sạch tịnh thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Thức do chấp thọ vật tịnh mà được thanh tịnh hay là chấp thọ vật bất tịnh mà được thanh tịnh? Nếu do chấp thọ vật tịnh mà được thanh tịnh, vậy thì người thế gian đều biết chó là vật bất tịnh mà ông lập kế chấp cho là chỉ cầu giới được thanh tịnh thì không đúng đạo lý. Nếu do chấp thọ vật bất tịnh mà được thanh tịnh, vậy thì tự thể là bất tịnh mà khiến vật khác được tịnh thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Các kẻ thọ cầu giới là thân hành hạnh tà ác mà được thanh tịnh hay là thân hành tránh diệu hạnh mà được thanh tịnh? Nếu do hành hạnh tà ác mà kế chấp cho là thanh tịnh thì không đúng đạo lý. Nếu do hành tránh diệu hạnh thì việc trì cầu giới tức là hoàng đường mà lại kế chấp năng được thanh tịnh thì không đúng đạo lý. Tóm lại, vì ly dục không ly dục, vì ở trong ở ngoài, vì thọ tịnh bất tịnh, vì tà hạnh tránh hạnh nên biết luận vọng kế chấp thanh tịnh đều không đúng đạo lý.